Xin chào mọi người, mình là Quốc Đại Nguyễn. Nay mình quay lại cái lồng nuôi chim cu Pháp. Thì hôm nay nó đã có nở được 3 con. Nở nay cũng hơn tuần rồi. Thì mình nuôi nuôi cu Pháp này thì mục đích là để làm vú nuôi. Đó, cái con đang giở cánh lên đó, mọi người thấy là cái con nó bự hơn hai con kia, đó là do là mình lấy trong cái ổ của cu đất á, mình bỏ vô cho cu Pháp nó đang ấp. Mình bỏ vô luôn, mình cho nó làm vú nuôi, nó ấp. Bởi vì cái ổ kia, ổ cu đất nó ăn hết ruột trứng, thì mình phát hiện kịp thời mình hốt ra, mình thả vô cho nó ấp. Nếu các bạn mà nuôi cu đất sinh sản, cô gái sinh sản á, thì phải có nuôi cu Pháp để nó làm vú nuôi và nó sinh sản cái nguồn lương thực thực phẩm luôn. Thì cu Pháp thì mình chỉ làm thương phẩm, hoặc là ai muốn có những con màu mè đẹp thì để vòng vòng khu vực vườn nhà làm cảnh, làm thương phẩm. Và tác dụng đặc biệt của nó nữa là nó làm vú nuôi rất là tốt. Đó, khu đất khu gái đó, này là cặp cu Pháp rồi. Mình nuôi ít thì mình không cần phải có cái lò ấp trứng, mình chỉ cần có cặp này thôi là được rồi. Tùy theo, nếu mình nuôi cu gái sinh sản nhiều thì cái cu Pháp vú nuôi này thì một đôi này nó thể dự trữ ấp vú nuôi cho 3-4 đôi cu đất. Đơn giản thôi, cái trong lòng này nè, mình lâu lâu mình rải vôi nè, hoặc xịt xịt chuồng, rồi lâu lâu mình rải cát vô cho nó bươi, lắp phân sạch giò cẳng rồi mình làm cái rổ chờ nữa. Đợi khi cái con này nó lớn mình chưa bắt ra thì mình sẽ dòi nó xuống cái ổ này, đừng cho mẹ bố mẹ nó chăm sóc, còn chưa trống cái ổ ở trên để nó đẻ trứng tiếp theo. Lúa, thức ăn, nước thì thôi, làm cái máng này cho nó tắm rồi, đây là nước. Còn cửa lồng thì phải làm cho nó sập lên sập xuống vậy nè. Thì cái thú vui của mình là nuôi chim cảnh này. Mình cũng mới tập tành nuôi thôi, chứ không có chuyên nghiệp lắm. Thì cái nào mình làm được thì mình chia sẻ lên YouTube, anh em bạn nào có tham khảo thì tham khảo, còn bạn nào có kinh nghiệm hay hơn nữa thì mình chia sẻ để học hỏi.